chưa ký hợp đồng thấy vẫn cao nha, mà cứ ký hợp đồng xong là thấy thấp, là vì sẽ có nhiều người cao hơn mình. Trong tiếng Việt mình cái chữ cao là nó mang tính tương đối chứ không mang tính tuyệt đối. Mà khi chúng ta dùng chữ cao ở trong cái lương gọi là lương cao là chúng ta dễ, và chúng ta không bao giờ đạt được trạng thái lương cao. Và chúng ta cứ đi tìm lương cao thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được trạng thái lương cao. Bởi vì lương cao là phải nhớ cái từ cao nó là tính từ để chỉ cái sự tương đối. Cao là cao hơn cái gì? Cao hơn ai? Chứ sẽ không có cái lương cao là cao ngất ngưỡng, cao nhất. Còn em nói em ra trường em muốn nhận được mức lương cao thì cái chữ lương cao trong tiếng Việt mà dịch ra đó, bao nhiêu là cao? Nó chỉ mang tính tương đối. Tương đối là so với mình, với người khác. Thứ hai là so ở cái tính thời điểm. Mới hôm nay nó cao, ngày mai mình thấy nó thấp rồi. Giống như tiền vàng vậy đó. Mới mua hôm nay giá nó cao, ngày mai nó rớt giá rồi, nó thấp rồi. Nên cái việc này mà mình cứ trong đầu mình cứ luôn luôn phải là cao thì em sẽ chuyển việc liên tục. Người ta hợp đồng với em là một năm chứ không phải hợp đồng theo ngày. Lương 10 triệu rưỡi là em thấy cao em vô. Người ta đã nhận rồi mà bạn mình 15 triệu, cái tự nhiên trong lòng mình cảm thấy có cái gì đó bị hớ, có cái gì đó bị xui. Nhưng mà lỡ ký hợp đồng rồi thôi mình cứ làm đi. Nhưng mà chắc chắn trong lòng đã sinh cái sự ẩn chắc, chắc ẩn là chắc mình làm đây khoảng mấy tháng đi, mình đi tìm cái lương 15 triệu á, đúng không? Rồi vô tình lại chuyển sang công ty khác, nhận được lương 15 triệu luôn. Nhưng đến ngày mai thì bạn lại nói bây giờ nó lương 20 triệu rồi, cái lại thấy thấp nữa. Và mình cứ đi tìm cái lương cao như vậy thì cuối cùng vậy thì mình học xong, mình ra trường học để mình hiểu biết, để mình có bằng cấp, để mình làm cái gì đó. Chứ đâu phải học để mình có bằng cấp, mình có hiểu biết để người ta trả mình lương cao. Mà mình đã nói là 10 triệu là cao và người ta trả hơn 10 triệu rồi, vậy mà vẫn thấy không còn cao nữa và đi tìm cái nơi cao hơn. Vậy đến cuối đời em sẽ tìm được cái nơi cao mà như ý của em không? Vừa mới ký hợp đồng xong là bắt đầu thấp rồi đó. Chưa ký hợp đồng thấy vẫn cao nha, mà cứ ký hợp đồng xong là thấy thấp, là vì sẽ có nhiều người cao hơn mình, nhiều công ty cao hơn. Cứ lên mạng mà search tìm việc là nó sẽ ra rất là nhiều công ty khác nhau với mức lương khác, mà chưa nói là đi nước ngoài thì lương cao hơn nữa. Em đồng ý không? Nên nói là lương cao là các em sẽ bị dính bẫy. Khi các em dùng cái chữ lương cao là các em bị dính bẫy. Cái bẫy trong cái từ ngữ mà mình chọn cái từ đó để làm cái tiêu chuẩn đi tìm việc thì bây giờ nó không còn đúng, sai chắc chắn luôn. Không phải là em sai mà nó sẽ dẫn em đến cái con đường sự nghiệp, không bao giờ tìm được cái sự nghiệp. Mà em chỉ mãi mê đi tìm cái lương chỗ nào nó cao để mà mình thay đổi.